test nhanh, phát hiện 31 công nhân dương tính SARS-CoV-2. Tiến hành lấy mẫu test nhanh, lực lượng chức năng đã phát hiện 31 công nhân đang làm việc tại một nhà máy may có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sáng mùng 9 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày mùng 8 tháng 1 đến 6 giờ ngày mùng 9 tháng 1, tỉnh Nghệ An ghi nhận 63 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại 14 địa phương: Đô Lương 16, thành phố Vinh 7, Yên Thành 6, Tân Kỳ 5, Anh Sơn 5, Quỳnh Lưu 5, Nghi Lộc 5, thị xã Hoàng Mai 4, Diễn Châu 3, Thanh Chương 2, thị xã Cửa Lò 2, thị xã Thái Hòa 1, Quỳ Châu 1, Nam Đàn 1. Trong đó có 43 ca cộng đồng tại 11 địa phương: Đô Lương 16, Anh Sơn 5, Quỳnh Lưu 5, Yên Thành 4, Nghi Lộc 3, thành phố Vinh 3, Tân Kỳ 2, thị xã Cửa Lò 2, Hoàng Mai 1, Nam Đàn 1, Thanh Chương 1. 20 ca đã được cách ly từ trước, 10 trường hợp là F1, 1 ca trong khu vực phong tỏa, 3 ca từ Lào về, 6 ca từ ngoại tỉnh có dịch về. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong tổng số 63 trường hợp mắc COVID-19 mới tại Nghệ An thì 47 ca có triệu chứng, 16 ca không có triệu chứng. Ngoài ra, trong số 43 mắc COVID-19 mới trong cộng đồng đáng chú ý có tới 31 trường hợp là công nhân đang làm việc tại công ty may mờ A trên địa bàn huyện Đô Lương, Nghệ An. Các trường hợp này được phát hiện qua việc test nhanh sàng lọc khi trước đó tại công ty này xuất hiện nhiều công nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 8.935 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Thành phố Vinh 1.258, Quỳnh Lưu 804, Nghi Lộc 605, Yên Thành 573, Quỳ Châu 534, Diễn Châu 533, Hoàng Mai 527, Quế Phong 466, Thanh Chương 401, Con Cuông 376, Đô Lương 362, Tân Kỳ 357, Quỳ Hợp 334, Nghĩa Đàn 329, Nam Đàn 318, Hưng Nguyên 306, Kỳ Sơn 271, Cửa Lò 199, Tương Dương 167, Anh Sơn 115, thị xã Thái Hòa 100. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 7.588 người, số bệnh nhân tử vong 36 người, bệnh nhân hiện đang điều trị 1.311 người. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.